Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Kiều Minh Tuấn, tình trẻ Cát Phượng. Kiều Minh Tuấn được biết đến khi góp mặt trong các bộ phim như Bụi Đời Chợ Lớn, Thì Căng Đan, Hào Quang Trở Lại, Lật Mặt, Ba Chàng Khuyết, Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con. Từ một chàng trai ít nói và gặp không ít vất vả trong con đường diễn xuất, anh vùng lên và trở thành diễn viên được công nhận về mặt chuyên môn và thương mại. Kiều Minh Tuấn là ai? Tên thật: Kiều Minh Tuấn. Năm sinh: 1988. Quê quán: thành phố Vũng Tàu. Nơi sinh sống: thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: diễn viên. Kiều Minh Tuấn là nam diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, anh đã để lại những ấn tượng sâu sắc với vẻ ngoài lãng tử cùng lối diễn tự nhiên đặc trưng của mình. Anh tham gia nhiều bộ phim nhưng không được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Chỉ từ sau bộ phim Em Chưa 18 kết hợp với Cathy Nguyễn, anh mới lột xác và tạo nên sức hút với khán giả công chúng. Kiều Minh Tuấn và những ồn ào người thứ ba. Nếu là một người theo dõi tin tức của showbiz Việt, chắc hẳn bạn đều biết mối quan hệ yêu đương của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Thế nhưng đến tháng 8 năm 2018, cộng đồng mạng rất bất ngờ khi nhận được tin đồn chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Giữa tin bão tin đồng này, Cát Phượng đã đăng một status ám chỉ về việc sẽ mạnh mẽ bước tiếp một mình. Sau khi nhận được lời động viên của người hâm mộ, cô vẫn khẳng định rằng không có chuyện gì tồn tại mãi mãi. Động thái này đã khiến người theo dõi cặp đôi 10 năm này lo lắng về một kết thúc dang dở. Sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn. Từ nhỏ, Kiều Minh Tuấn cảm thấy mình có năng khiếu vẽ nên thi vào trường kiến trúc, nhưng không may chỉ thiếu nửa điểm. Sau đó, anh nộp đơn thi vào trường sân khấu và may mắn trúng tuyển. Năm 2011, anh tham gia vai diễn đầu tiên tại sân khấu kịch 5B mang tên Chưa Yêu Sao Hiểu. Sau đó anh bắt đầu được công chúng chú ý qua vai diễn Tiếng Ngọng, một tên du côn giang hồ trong bộ phim điện ảnh Bụi Đời Chợ Lớn. Những tưởng sự nghiệp diễn xuất của Kiều Minh Tuấn sẽ lật sang một chương mới vì hiệu ứng sau phim là rất lớn. Thế nhưng anh chia sẻ mình bị ế sâu trong cả một năm trời và nằm chờ trong vô vọng. Một thời gian sau anh được mời đóng phim Thì Căng Đan 2, Hào Quang Trở Lại. Anh tiếp tục lấy được lòng người hâm mộ với lối đóng hài hước cùng gương mặt nhiều biểu cảm. Năm 2015 anh tham gia bộ phim Sơn Đẹp Trai và đóng vai gã giang hồ không thông minh nhưng rất liều. Đây lại là vai phụ được đánh giá cao của anh. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến của Kiều Minh Tuấn. Năm 2020, anh xuất hiện trong loạt phim Nắng, Lộc Phát, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Trong Nắng anh đóng vai Tuấn, chàng trai có ý định tự tử khi biết mình bị nhiễm HIV. Trong khi đó Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, anh đóng vai Phú, một kẻ ăn bám váy mẹ, lôi thôi và nhếch nhác. Tất cả những kinh nghiệm đó đã dẫn anh đến vai Hoàng trong Em Chưa 18, kể về mối tình của anh chàng ăn chơi đào hoa với cô gái chưa tròn 18 tuổi do Cathy Nguyễn thủ vai. Đây cũng là một phim thành công nhất của anh và mang tên tuổi anh phổ biến nhiều hơn với khán giả đại chúng trong nước. Sau đó, Kiều Minh Tuấn góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh có doanh thu cao như Anh Trai Yêu Quái, Chị 13, Nắng 3, Tiệc Trăng Máu. Sự nghiệp của anh cũng ngày càng phát triển. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.